Những ngày cuối năm như thế này thì thời tiết cũng khá là quan trọng đúng không Nga Dạ Quỳnh, để vâng. mà chúng ta có thể chủ động nhất cho sinh hoạt và công việc của mình. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Diệu Anh tại trường quay ở thủ đô Hà Nội để biết xem là thời tiết ngày hôm nay như thế nào. Xin chào chị Diệu Anh ạ. Trong những ngày vừa qua thì do ảnh hưởng của không khí lạnh mà hầu khắp cả nước nhiệt độ đều giảm mạnh, vùng núi thì còn có cả băng tuyết nữa, các nơi khác thì mưa và lạnh buốt. Thì không biết là sang ngày hôm nay tình trạng này có còn tiếp diễn như vậy không chị ạ? Dạ vâng ạ, xin chào buổi sáng hai anh chị. Lúc này thì khối không khí lạnh không còn tăng cường nữa nên mưa thì cũng đã giảm dần, trời chuyển sang rét khô ạ. Thưa quý vị, nằm sâu trong khối khí rét, lúc này thì khu vực miền Bắc trời khô ráo nhưng nhiệt độ thì vẫn còn khá thấp. Nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ thì đang phổ biến thấp dưới ngưỡng 13 độ, trời vẫn còn khá là bút giá. Và trong ngày hôm nay thì khối không khí lạnh bước vào giai đoạn suy yếu, trưa và chiều nay thì khu vực Bắc Bộ còn có lúc hửng nắng nhẹ. Không khí lạnh suy yếu vì thế mà diện mưa và cường độ mưa ở các thành phố khu vực miền Trung cũng sẽ có xu hướng giảm dần. Trong ngày hôm nay thì mưa chỉ còn duy trì ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho tới Bình Định, cục bộ những nơi như là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế hay là khu vực Quảng Nam và Quảng Ngãi là những nơi mà có những điểm mưa vừa, có nơi mưa to. Người dân vẫn cần đề phòng hiện tượng lũ quét, nhất là trượt lở đất ở những khu vực này. Còn với khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên thì vẫn đang có những ngày đẹp nhất của năm khi mà mưa thì vừa vắng bóng mà thời tiết lại tương đối dễ chịu. Dự báo là trong ngày hôm nay thì cả khu vực Nam Bộ cũng như là Tây Nguyên đều có nắng cả ngày nhưng do hơi lạnh từ phía Bắc dồn xuống nên nhiệt độ trong ngày không cao. Ở khu vực Tây Nguyên nhiệt độ sẽ phổ biến quanh khoảng 24 tới 27 độ, còn với khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 28 cho tới 31 độ. Thưa chị Diệu Anh, lúc nãy thì chị cũng đã đưa ra những dự báo thời tiết vào buổi sáng nay ở cả ba miền rồi. Không biết là trưa và chiều thì tình hình có nhiều thay đổi không ạ? Dạ vâng ạ, dù là có nắng nhẹ về trưa chiều nhưng nhiệt độ cũng sẽ chỉ nhích nhẹ so với buổi sáng. Cơ bản là sẽ rét buốt bao trùm khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đấy ạ. Thưa quý vị, trưa và chiều nay thì khu vực Bắc Bộ còn có lúc hửng nắng nhẹ. Vì thế mà nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực miền Bắc sẽ có xu hướng tăng thêm từ 1 tới 2 độ. Với mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ dao động quanh khoảng là từ 15 cho tới 18 độ. Với mức nhiệt này thì rét hại chỉ còn xảy ra ở vùng núi cao nhưng rét đậm thì sẽ vẫn xuất hiện trên khu vực diện rộng. Nhưng cũng do trời chuyển ít mây hơn nên đêm nay thì nền nhiệt khu vực miền Bắc sẽ lại giảm nhẹ, nhiều nơi lại thấp dưới 10 độ. Nguy cơ xảy ra mưa tuyết thì không còn nhưng khả năng là còn xảy ra hiện tượng sương muối thì lại tăng lên. Dù mưa đã thu hẹp lại nhưng cơ bản là cả khu vực miền Trung vẫn còn mây nhiều. Vì thế mà nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực Trung Bộ vẫn duy trì ở mức thấp. Và các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao nhất ngày dao động từ 17 cho tới 20 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào cho tới Quảng Ngãi thì nhiệt độ cao từ 21 tới 24 độ. Còn các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào tới Bình Thuận thì nhiệt độ sẽ từ 25 tới 29 độ. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì trong ngày vẫn sẽ duy trì được trạng thái tạnh giáo ít nắng. Khu vực Tây Nguyên nắng yếu ở khu vực Nam Bộ nên nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên sẽ duy trì quanh khoảng là từ 24 tới 26 độ. Còn các tỉnh thành phố khu vực Nam Bộ thì cũng chỉ từ 28 tới 31 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, thưa quý vị, tại vùng biển từ Quảng Trị trở vào cho tới Bình Thuận, khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía Tây, quần đảo Trường Sa sẽ có gió Đông Bắc mạnh ở cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 tới 5 mét, biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ thì có gió Đông Bắc sẽ mạnh ở cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 tới 3,5 mét, biển động. Vâng, vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có ngày mới thật nhiều năng lượng.